gì không em? Mấy con cá này sẽ phóng xanh. Mẹ không có lên đây thăm. Để xe, tài xế xe tải hả? Tài xế xe đặt trước luôn. Dạ xin chào cả nhà trở lại với kênh Y Miền Tây 63 nha. Hôm nay thì ngày 19 tháng 11 năm 2021 nhằm ngày rằm tháng 10 hả sao? Rằm tháng 10 thì dỗ bà Sáu nè, với mấy mạnh thường quân đây người ta mua cá phóng sinh. Cá phóng sinh. Nay thì trước khi phóng sinh thì bà Sáu bá cầu nguyện gì đó. Đó thì giờ mình sẽ quay phóng sinh cá quê mình cho mọi người xem nha. Ta hô bệnh của út người ta không có sợ mà sợ bệnh chỉ, hiểu không? Trời ơi, có sao đâu bởi. Đi đâu cái chỉ ở không. Cái đó, chỉ đó, cái không, cái đó là tin đồn thôi chứ không sao, mình chỉ gì đâu. Trời ơi, quỷ tin lộn nó có gì đâu mà nó khai cả đám hết trơn luôn đó. Có rồi. Cái này cá gì á, bố? Không biết cá gì nữa. Cá điêu hồng. Cá điêu hồng. Anh lên đây phụ hả anh? Sáng giờ lên sớm chưa? Lọc chưa? Giữ chạy xe rồi, ở nhà vợ nuôi. Dạ, vợ nuôi hả? Lúc gà chạy xe không được hả? Dịch hả? Dịch lên, hồi nãy giờ con lên mà con đứng lên 10 phút rồi mà con đứng đằng đạt đẳng á, hỏi thăm nó bị F0 cái liền đẳng á. Bởi vậy F0 á, bây giờ F0 á, trời với họ nó khai tuần diễn đó. Dịnh hai kéo bao bị đứng dậy rồi đó, thả cá. Dịnh. Thả cá rồi mới cho bữa. Phóng sinh cá. Tại vì anh phát giờ mấy mà. Hàng ngày sau rồi, chết đầu này sáu giá gì rồi. Luôn. Cái này bao nhiêu ký cá bà Sáu? 20 ký hả? Cá gì vậy? Cá điêu hồng. Cá điêu hồng hả? Có cây cầu xuống không? Ủa có cây cầu hả? Hả? Có cây cầu chứ. Phật bánh bà Sáu bắt cầu nguyện bánh niệm Phật đó. Niệm đọc kinh cho ủa niệm chú gì đó. Cho mấy con cá trước khi mà phóng sinh đó. Ôi cá điêu hồng. Nhỏ gì không không? Đó, mấy con cá này sẽ phóng xanh về với sông với biển. Bây giờ con lên đúng 8 giờ hả ta? Nãy con đi 7 giờ mà lên đây 8 giờ. Chắc nãy giờ là ghé hai ba chỗ thăm thằng bạn nữa, chắc tí quay lại. Nay nó bị F0 rồi không về, không có lên đây thăm. Đi lên ghé. Đó. Dầu là loài vật nọ cũng thật tánh như mình, con tập lòng từ ái nay nên thật tánh. Kéo quá trời. Con tỏ chúng nhân lành. Có oxy á này. Ta bơm oxy vô chân. Muốn vào. Bốm chích mấy mũi rồi. Chứ ngừa mấy mũi rồi. Hai mũi hả? Vậy hả? Thì con không sợ mà. Đầu tiên là tao chích rồi đó. Vậy hả? Ừ. Rồi, chích anh chích mấy mũi hả? Anh chích mấy mũi hả? Chích xong chưa? Rồi, hai mũi quá. Khỏe vậy hả con? Tao gì đó. Chạy xe, tài xế xe tải hả? Ồ, cá gì đó. Rồi sớm mà cầu nguyện. Tôi cầu nguyện trước khi bà chích thôi. Ô, lộn. Tôi cầu nguyện trước khi bà phóng sinh. Mượn anh Út nè, anh Út anh bỏ bước xuống cầu. Ủa, gì thấy con chở anh hả? Gì thấy con chở hả? Hay vậy sao nãy anh không nói con chở về luôn? Gì hả? Con nãy con không thấy con. Dạ. Ồ, cá điêu hồng. Có trời điêu hồng luôn ha. Ôi, giờ cắt rồi sao? Út qua lên vũng vô gạo phụ luôn hả? Ừ, tao với tới nè, phụ quản nữa. Tụi nay anh tới đâu? Tới gì lấy gạo cho người ta rồi, tao cũng cho người ta nữa. Thôi cho con bước xuống. Rồi, xuống niệm Phật, niệm Phật lớn lên, Nam Mô Di Đà Phật, niệm cho cá nó nghe. Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Thôi anh thả đi, em xuống dưới đây trơn quá. Nam Mô Di Đà Phật.
con coi chừng á, đứng chờ nè anh, đứng dưới trơn quá. À dạ. Trời lội xuống dưới luôn hả? Ôi giời ơi, em lội luôn. Phóng sinh cá nha mọi người. Này cho chị nhả trên phố chị coi được. Hôm nay mà 6 phóng sinh nè. Đó, cá đều hồng không á chị. Đây đây con sách xuống cho bố. Phải phải để con nhét tiền. Đây đây đây. Đây đây bố. Tay tìm tay sắt. Anh. Rồi em ta không kịp thở, đội nón bảo hiểm ra luôn kìa. Đội nón luôn anh ơi. Dịch mà có cái nón đi chùm đầu nghe đâu. Ủa lúc gà không có bán dưới chợ nữa hả? Nghỉ à. Sao vậy? Bệnh dịch sợ ha. Người chứ không có làm người thị tộc nữa, cái này phải người thị tộc cho. Ôi trời ơi. Như đây là 1.2 triệu hả trời? Cá nhỏ mà cũng mất tiền quá. Cá mua phải đặt trước á. Đặt trước luôn ha. Chứ mình ấy dễ quá. Ồ mấy con cá nó đi. Dạ dạ, ủa cây cầu này gông không anh? Trơn quá hồi đi vô. Ờ nó nổi đầu kìa. Lạ mà. Chưa quen. Rồi. Coi chừng trơn nha anh. Dít. Đó, nổi đầu lên kìa. Ủa chú Thận nay có lên mà sao? Đi lại chút lên tới vậy. Rồi xong. Đó. Chắc chút nó bơi ra ngoài. Xong rồi xong cũng lớn mà chứ cửa nhà bà. Rồi sáu ơi, hồi bắt người ta sửa xịt cồn xong rồi kêu người ta hết lợi nhận nha. Cái chai cồn đó để cho người ta xịt xong thôi. Được. Cái chai đó của em xài cá nhân. Em xài em đi đâu em cũng xách theo con chai bài ghè vậy đó. Rồi lên. Anh xịt thì anh trả tiền cho em. Tính lộn quá, tới nó bán gì mà ba tắm hai trái xài. À lấy bà tắm lấy tiền nó khai tôi. Đi đâu cũng xách theo chai cồn vậy nè mọi người. Ê bố, xịt. Xịt coi, xịt quá trời nãy rồi. Xịt nữa. Đụng là xịt. Đụng. Đây nãy mình đi chợ mua lên chai cồn đây nữa. Cái này trên bà Sáu phát gạo từ thiện nha mọi người.